Xin chào bà con nha. Bữa nay làm cái cây linh sam này thì cây này cốt nó rất là đẹp đó bà con. Này thả nuôi cũng lâu, thả nuôi lâu rồi thì cốt cành nó cũng đã vừa để mà mình làm rồi bà con. Thì trước khi làm á, tôi bấm trước để mà bà con đừng có bấm hết nha, bấm chừa lại để mà cho nó thoáng ra mình làm thôi, rồi mình sẽ cắt lại, chứ bà con đừng có bấm sát quá lỡ nó thiếu á mình không có nhánh để mình bù. Thì bà con thấy một cái cây mà mình nuôi nuôi thả để mình lấy cốt quá bà con, thì cái bộ tán nó rất là to, cái bộ tán nó to lắm nó mới lớn được, chứ còn bà con cứ bấm tỉa hoài á là cái cốt cành của mình nó không có được lớn nha bà con. Có nhiều người nói là cây cứ mình cắt thường á là cái cốt nó sẽ bự, nó không phải đâu nha bà con, cắt thường là cái nhánh nó ít có lớn lắm và nó chỉ ra xương nhiều thôi đó. Là cái thời điểm mà nuôi cốt cành á là mình cứ thả sổng cho nó vậy, chủ yếu là cái cốt chính thôi, còn cái cốt xương mình làm rất là nhanh, tại vì lúc đó là mình không có còn cắt giật nữa đó. Lúc mà làm xương á là mình đâu có cắt giật được, đâu cắt giật nữa đâu, chủ yếu là cái cốt chính của cái thân cây, kiểu như á là mình làm cái phơm trước rồi những cái xương á mình sẽ làm sao. Ví dụ như cái cây này nuôi đến thời điểm này là nó khoảng được 70-80% đoạn đường rồi bà con. Mình mai mốt á là mình chỉ làm xương nhẹ thôi, nó nhỏ 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 thôi là được rồi, cốt chính nó đã có rồi đó. Thì bà con thấy á, là cái cây này trước đây á nó cũng là một cái nhánh chiết, rồi sau đó mới trồng vô rồi mới nuôi cái thân đó, bà con thấy không, cái thân nó có lắc lượng đó, thì mình cũng đã nuôi cái thân nó một lần rồi và mình cũng đã bẻ một lần rồi để mình nuôi lớn, rồi sau đó nó ra những cái chi cấp 1 á đó là mình mới bẻ một vài co nữa, rồi sau đó đến đến một cái chi ngoài cùng nè đó là mình lại tiếp tục bẻ, và bây giờ mình cắt một lần nữa thì bắt đầu bây giờ nè mình mới nuôi xương đó. Nó nhiều giai đoạn lắm mà con, để mình làm mà một cái cây mà nó giống thiên nhiên á mà nó lực á thì cũng cũng hơi 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 lâu mà nó theo ý mình bà con. Nó như cây này bà con thấy á, bà con nhìn thử cốt cành của nó nè với lại nhánh của nó nè đều có co lắc hết đó, là chứng tỏ là cây đã nuôi chứ không phải là cái phôi thiên nhiên bình thường mà mình đem vô mình có thể làm được như vậy đâu bà con, nó rất là tốn thời gian, nhưng mà chơi cây á là mình phải chấp nhận, chứ còn đâu có ai thay đổi được thời gian đâu đó, mình cứ bấm thoáng ra hết đi bà con rồi mình sẽ làm. Rồi bà con nhiều khi á bà con nhìn thấy trong nằm ở trong mấy cái chậu nuôi á bà con thấy nó tùm lum vậy á, nếu mà bà con làm lại thì cái cây mình đẹp lắm đó. Sau khi tháo kẽm và rạc lá thì và vệ sinh nha bà con, cây nào cũng vậy, cây nào tôi cũng vệ sinh rong rêu hết nha bà con, đừng có để nhiều, nó hại cây mình lắm, nó không có tốt đâu đó. Thì những cái nhánh nào á, mà cần thiết để thay đổi á, thì tôi sẽ vô kẽm lớn thay đổi một chút thôi là mình cũng phải vô còn kẽm lớn rồi bà con. Đó, con để ý cái phần này nè, cái nhánh đó nó chuối nhiều đúng không, cái lúc mà mình vô kẽm á mà con đè phụ nó xuống một cái chưa quắn á, mình dặn ngang nhẹ nó một cái, rồi con để ý cái phần này đó, mình vừa vô kẽm mà mình vừa đè luôn, để một chút nữa đó mà mình có dặn thêm một miếng nữa nó cũng không bị siết nhiều đó, mình vô trước như vậy nè bà con, mình đã đè được một ít rồi đó, rồi sau này mình bẻ lại nó không có bị siết kẽm vô. Và con nhớ để ý cái chiều kẽm nha, lúc mà mình vô á mình để ý cái phần cái chiều mà mình muốn muốn bẻ đó, mà làm sao á bà con khi mà dặn nó thì cho nó siết
chứ đừng cho nó mở. Đó, thì kẽm lớn thì mình chỉ đi đến những cái cốt chính thôi bà con, còn những cái cốt phụ thì mình sẽ đi kẽm nhỏ. Đi kẽm lớn thì nó kỳ lắm. Cây này á, là do tháo kẽm trễ bà con, mà còn thấy ngắn quá trời. Nhiều khi nhiều quá thì làm cũng không có sể bà con. Nói chung là nếu mà là bà con làm cây á, thì tôi cũng khuyến khích bà con là nên thăm thăm nơm nó thường xuyên để mà coi kẽm hay như thế nào mình tháo. Còn nhiều quá, công việc nhiều quá mình làm không sể thì nó bị nhiều cái đường trên trên thân nè bà con. Nó mình chỉ dặn nhẹ nó vậy thôi là nó đã đủ rồi con. Đó, xíu nữa mình vô cái cọng kẽm ở dưới mình bẻ lên chút. Đó, vậy thôi. Đó, sau khi vô kẽm xong á thì mình có cái cây như vậy bà con. Bà con nhìn thấy cái cây này coi. Nếu mà ngày xưa không nuôi lớn như vậy á thì mình sẽ làm một cái cây trực lắc, cây bài được. Đó, cái phôi nó như vậy đó. Nhưng mà cái này á, là thả theo dạng mình làm theo giống giống thiên nhiên bà con, không làm theo cái bài nên mình thả cốt dài hơn. Thực chất á, bà con cũng thấy là rất là nhiều cây thiên nhiên nó cũng 1, 2, 3 đó chứ, nhưng mà cái cách tán thì nó khác thôi. Bà con nên những cái lúc bẻ cây á, bà con đừng có bẻ gắt và đừng có nóng. Khi mà theo cái kinh nghiệm của tôi á, khi mà mình có chuyện gì á thì bà con đừng có làm cây. Khi nào mà tinh thần mình ổn định á, thoải mái á, ví dụ như là ngồi nhâm nhi uống trà uống cà phê gì đó thì nó thư giãn á, mình vẽ cây đẹp nha bà con. Còn khi mà mình có chuyện gì nóng á là mình vẽ chỉ cần chớp một nhánh thôi là mình bực lắm. Nên á, dây cây á mình cần một cái sự thoải mái chút xíu thì cái cây mình lúc nào cũng đẹp bà con. Đó thì những cái khoảng trống đó, cái những cái cốt cành đó bà con thấy nó có cái những cái điểm dương đó, thì sau này á, mình sẽ lấy những cái xương đó ra để mình đưa vô những cái khoảng trống đó. Bây giờ chỉ là cái cốt chính thôi, mà cái cốt chính á, nuôi mới quan trọng bà con, còn cái cốt xương nó rất là nhanh. Nên bà con thấy cây nào cũng vậy không, cái ngọn á, lúc nào nó cũng hình thành sau hết đó. Cái ngọn là nó mau lớn nhất á, thì mình để sau cùng mình làm cũng không có sao hết á. Tại sao á mà cái cây mình hay bọ bẻ nhiều cái điểm khúc khỉu bà con, để cho cái giống như là cái cây già, bà con thấy mình cái cây già đó, cái cành nhánh của nó ít có thẳng lắm mà nó khúc khỉu này nọ đó, thì mình bắt chước vậy để mình làm cho nó giống một cái cây cây ngoài thiên nhiên thật. Chứ còn cũng không ai quy định cho nó là phải cái co này như thế nào, cái co kia như thế nào. Miễn làm sao bênh lên được mỗi cây, mình cảm thấy hài lòng nhất và đến người xem thấy đẹp là được rồi, là mình thắng rồi bà con. Tại vì chơi cây này á, nó có nhiều ý kiến trái chiều lắm. Tôi thì tôi làm theo bản thân mình thôi, chứ còn không cũng không dám mà theo một cái gọi là giống như đúng sai, rồi cái chi này phải nằm ở đây, chi kia phải nằm ở kia. Tóm lại là cái cây như thế nào mình phải theo nó mình làm, chứ mình không có theo ý mình nhiều. Giống như cái phôi mình theo ý mình nhiều là cắt cái trọc lóc luôn á. Như những cái phôi nuôi như thế này nè, có bao nhiêu thì mình tận dụng hết những cái điểm đẹp của nó để mình làm. Bà con thấy là cái cây này nó có 2 cái điểm để lấy ngọn. Tôi sẽ lấy cái điểm bên tay trái làm ngọn thì và tôi sẽ bẻ cái cành này xuống.
con thấy cái ngọn nè. Rồi bây giờ tôi bẻ cái nhánh này xuống, tôi lấy cái điểm kia, tôi lấy cái nhánh nhỏ này làm cái ngọn. Rồi đó. Bây giờ á con thấy cái ngọn mình nó hơi bị đơ đơ lên. Nhưng mà một chút nữa tôi sẽ xử lý cái ngọn lại. Giờ tôi bẻ những cái cành dưới. Tại vì á có cây nào thì tôi chia sẻ với bà con cây đó, chứ tôi cũng không biết là bà con cần cái gì. Tại vì mỗi cây nó mỗi khác, tôi không biết là bà con cần những cái form nào. Thì bà con cứ coi xem hết những cái clip đăng của tôi, cái nào thích hợp thì bà con xem. Cảm thấy hay thì bà con làm. Còn không hay thì xem cho vui. Đó, cái cành nào mà nó xuống sâu quá thì mình dặn qua một cái con cho nó lên. Cây này thì nó tương đối dễ làm hơn là cái clip vừa rồi tôi đăng. Bà con thấy cái điểm mà mình nhìn không, thì cái cành ở đó cũng có đó, nhưng mà mình nên bẻ lệch nó về một chút để nó không đâm thẳng. Đâm thẳng thì nó sẽ che mất cái thân chỗ đó bà con. Các bà con thấy không? Rồi bây giờ là quay lại cái ngọn ha. Nó có hai điểm để lấy nè. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ bẻ cái này xuống nè. Bà con thấy là bên tay trái của tôi nó có một cái điểm ngọn nhỏ đúng không? Đó, cái đó đó. Đó. Nhưng mà bây giờ á tôi không lấy điểm đó luôn. À, nó có một cái ngọn nhỏ này, mình lấy cái này mình làm ngọn vẫn được. Đó. Nhưng mà tôi sẽ lấy cái cành nhỏ. Thì lấy cái cành nhỏ để làm chi bà con? Mình có thêm được một nhịp nữa đó bà con. Đó, bây giờ tôi sẽ bấm bấm cái tôi không lấy cái thân chính của cái ngọn chính mà tôi lấy một cái cành cấp. Cái cành cấp của nó để mà nó bây giờ tôi sẽ dựng một cái ngọn nhỏ chỗ đó lên. Đó thì sau này nó cũng sẽ hình thành được một cái ngọn chỗ đó, thì mình lấy cái điểm đó để mình có được một cái co. Đó, bà con thấy không? Đó, mình lấy cái điểm đó để mình có một cái co dài cho đó. Và mình có thêm một cái cấp giật nữa thì nhìn cái ngọn của mình sẽ lực. Rồi bây giờ sau khi làm xong mình cũng có một cái cây tạm tạm được ha bà con ha. Những cây này á, là nó không có một cái bài bản đâu nha bà con ha. Làm cho nó giống giống cây thiên nhiên là được rồi. Bây giờ á, mình sẽ xử lý tới bộ rễ bà con. Mà con cứ lôi lên hết, nếu mà mình không sạch sạch á thì mình cứ lôi lên hết để mà mình gỡ rối và mình trải rễ ra, rồi sau này đế mình sẽ xử lý lại một lần nữa là cây mình nó xong. Bây giờ á thì mình để bầu như vậy để mà mình nuôi xương đó bà con. Nhưng mà mình cũng làm cái bộ rễ trên sơ sơ đi để khi mà nó lớn quá là bà con không thể nào mà sắp xếp được.
Đó, bây giờ mình lôi được ra thì mình lôi ra mình trải ở phía dưới, không quan trọng mà con, chủ yếu là cái phần trên thôi, tại vì sau này á, là mình xài bộ rễ trên mà. Những cái cây thành phẩm á, nó thường là đi rễ đi cái chậu rất là mỏng nên mình sử dụng bộ rễ trên nhiều. Đó, con cứ lôi đi, cái là cái rễ đinh sa mình nó cái nó dẻo lắm. Đó, mà con thấy không, mình sửa sơ thôi là mình thấy bộ rễ mình nó đẹp hơn nhiều rồi. Đừng có để nó rối nùi, rối nùi thì hơi kỳ. Rồi cái này là tôi sẽ làm một cái vòng, cái vòng phía trên nha bà con, để mà mình đè bộ rễ xuống cho nó đỡ cực công mình. Không thì bà con phải ghim từng cọng từng cọng từng cọng thì nó cực lắm. Thì bây giờ nó có một cái dòng phía dưới nữa bà con, cái dòng phía dưới để mình cột hai cái dòng nó ép lại. Đó, bà con cứ lấy kẽm cột từ trên xuống hoặc là từ dưới lên gì cũng được, miễn sao hai cái dòng nó chắc. Nó thì như vậy nè, nó mới đè được bộ rễ xuống bà con, mình không phải ghim từng cọng nữa. Đó là bây giờ mình chỉ sắp xếp thôi. Rồi thì sắp xếp xong á thì bà con mình cứ đi trồng bình thường thôi, để mát. Để mát 5-7 bữa gì á, tại vì cây này nó tóm lại là nó cũng còn bầu chứ nó không có xịt sạch bà con. Đó thì mình cứ sắp xếp làm sao cho nó đẹp, cho đừng có rễ nào mà đang chéo đang rang với nhau. Rồi sau khi trồng thì mình có được một cây như vậy bà con. Đó, những cái cọng rễ đó sau này nó lớn lên thì nó sẽ bít lại chỗ đó. Cái này nói chung là bà con nhìn cái form này thì nó thoải mái hơn. Những cái form thiên nhiên này mình cảm thấy nó đẹp. Thì nói chung là cái cơ bản của tôi làm thì tôi làm như vậy, à, bà con mình xem cho vui. Rồi, chúc bà con xem video vui vẻ nha.